Thương vụ Việt Nam tại Mỹ và EU, Bộ Công Thương vừa cho biết Ủy ban châu Âu đã đăng công báo quy định số EU 2021-2246 sửa đổi quy định EU 2019-1793 về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU. Như vậy, dự kiến kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2022, mì ăn liền của Việt Nam sẽ chịu tần suất kiểm tra là 20% với dư lượng của ethylene oxide. Do mì ăn liền là sản phẩm tổng hợp, trong trường hợp sản phẩm có thêm trứng hoặc mỡ động vật thì cần thêm chứng thư từ Cục Thú y. Nếu thuần túy, các sản phẩm từ thực vật thì cần liên hệ với Cục Bảo vệ Thực vật để lấy chứng thư. Thời gian qua, Việt Nam cũng có một số sản phẩm bị cảnh báo về dư lượng ethylene oxide khi xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Đặc biệt đây là loại sản phẩm có nhiều cấu phần như mì khô, gói gia vị, gói rau, gói dầu ớt.